Trước khi tu thiền, gia đình tôi không êm ấm hòa thuận vì luôn cãi nhau. Đối với tôi, gia đình là nơi yên bình, hài hòa và vô cùng ấm áp. Đó là hình ảnh của gia đình trong tôi. Còn có ăn cơm không? Có ăn không nào? Thằng bé coi nhà là khách sạn. Lai Xiao coi nhà là khách sạn. Tôi không bao giờ hòa thuận với mọi người trong gia đình. Chúng tôi đối xử với nhau tồi tệ hơn là với người xa lạ. Nếu hai vợ chồng cãi nhau, con cái sẽ không muốn ở nhà. Cho dù có về nhà cũng không nói chuyện với bố mẹ. Vì không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cứ về nhà là nó núp trong phòng hoặc bằng mọi cách trốn ra khỏi nhà. Sau khi tan học tôi sẽ đi chơi với bạn hoặc đi chơi game. Đến tối mới về nhà, sau đó vào phòng luôn. Hầu như là không tương tác và nói chuyện với mọi người. Lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thật buồn chán, khó chịu và không biết là phải làm thế nào. Ngày ngày thấy bố mẹ cãi nhau nhưng đành phải chịu vì không có cách giải quyết. Chỉ biết né tránh, chạy trốn để không phải đối diện với những cảnh tượng đó, hoặc cố gắng khép mình lại. Một ngày nọ tôi thấy tạp chí của Bồ Đề Thiền Tu và mang về nhà đọc. Tôi rất thích đọc về những nhân chứng trong tạp chí. Sau đó tôi tham gia khóa tu thiền 8 ngày rưỡi. Tôi được nghe sư phụ khai thị, trong chốc lát tôi đã ngộ ra. Những pháp giáo mà sư phụ dạy rất dễ hiểu, tôi đều nghe hiểu hết. Hóa ra là tôi đã sai. Từ đó tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tôi đã tham gia khóa tu niệm Phật. Sư phụ đã khai thị rằng phải biết hiếu thuận và biết ơn cha mẹ. Những giáo lý mà sư phụ khai thị khiến tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra rằng mình nên biết ơn cha mẹ, không trách móc ghét bỏ họ. Phải thể hiện lòng biết ơn của mình. Sau khi tu thiền, chúng tôi không cãi nhau nữa, mà rất hòa thuận, êm ấm. Các con thấy tôi thay đổi, chúng bắt đầu biết quan tâm đến tôi. Sau khi học hiểu về những đạo lý mà sư phụ dạy, tôi bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Tôi đã biết quan tâm, hỏi han họ. Mẹ tôi bị thiên đầu thống, tôi đã giúp mẹ xoa bóp đầu. Trước đây tôi không nói chuyện với bố, nhưng bây giờ bố con có thể nói chuyện với nhau. Cùng nhau xem TV, bàn luận vui cười về các chương trình trên TV. Sau khi đến Bồ Đề Thiền Tu khoảng một năm, tôi đã đăng ký tham gia khóa học trại hè. Thay đổi lớn nhất sau khóa học trại hè là nó tìm ra mục tiêu và hướng đi rõ ràng cho mình. Trong 10 ngày của khóa học, sư phụ đã khai thị. Giáo dạy và giúp tôi tìm ra hướng đi cho tương lai của mình. Ngoài ra khiến tôi vững tin hơn về nguyện vọng của mình. Trước đây tôi có một ước nguyện là trở thành luật sư. Sau khóa học tôi cho rằng mình không nhất định là luật sư nổi tiếng. Nhưng nhất định sẽ trở thành một người luật sư có nguyên tắc và có đạo đức.
để giúp đỡ những người cần trợ giúp. Nếu không có sự giáo dạy của sư phụ và không được biết đến Bồ Đề Thiền Tu, tôi sẽ không có mối quan hệ tốt với cha mẹ, cũng không kiên định được mục tiêu tương lai của mình. Vì trước đây tôi luôn cảm thấy mình không có phương hướng. Tôi vô cùng biết ơn vì đã được gặp sư phụ và đã cải thiện mối quan hệ với người nhà. Con vô cùng cảm ơn sư phụ thầy đã giúp con thấy rõ mục tiêu tương lai của con. Sự thay đổi này là do một người tu cả gia đình được hưởng lợi ích.